Tôi hiểu chị ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, rồi rồi. Thế bắn được anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Ui chị ơi. Thế đây, phải thế. Được rồi. Hai hai chị ơi. Em Pro Ronaldo. Ronaldo tuổi. Được chưa? Chắc chắn. Anh nói thật nhá, chắc chắn là em sẽ vô địch cái giải Zombie Xtreme lần này. Đâu, thực tế. Anh đừng gọi boss cho em vào với. Mẹ vào với cái à? Mày giúp được tao không mà mày bảo vào với. Em gánh anh cho. Được, vào đây. Đủ tiền 36 đô luôn. 36 đô. Đa cấp này. Nhanh lên, nhanh cái chân đấy. Có thằng vào con mẹ rồi. Đây thì mình phang lo anh. Ôi trời ơi, vãi. Ôi ôi, nó còn 88 kìa. Mẹ mày, mày còn lại mày làm gì thì làm, to ra đấy. Hôm nay mày quay tay rồi đúng không? Mày quay tay rồi mới lên đấy, con mẹ. Chồng em chí đi, còn mẹ ơi, chồng. Không, anh nghĩ là chí sẽ gánh được. Rồi, anh tin em biết à, đấy. Em đây rồi. AK Blood Strike đi em ơi. Bayonet, Bayonet lo. Ui, tặng luôn chị ơi, đít là. Thấy, hay. Rồi, hay. Cuối cùng mày cũng sánh vai được với anh đấy, địt mẹ mày. Anh em quả này tự, anh em mình tự ăn mà, bọn kia không mở ra cái lồn gì đâu, thay vãi. Hai đô. Không sao em ơi. 36 ăn 1 lít. Đây, tiếp. To ăn 37 đô bên trái. Hùng, em nghĩ em phải nhảy sang phải hiểu không? Nhảy con cặc vào lên, lên. Dám vào đâu. Ủa, thôi xong rồi. Thì này thằng Gabe này hay mở ra to vãi lồn. Gabe rồi. Tốt là to ăn à. To ăn. Mày đéo tin tao à? Mẹ cái thằng level 77 này đi con mẹ mày. Kiểu gì cũng ăn. Tí mày mở ra cái khẩu ốp là thắng luôn. Tao mở ra khẩu khẩu tí đấy khoảng 70-80 đô rồi. Đọc lệnh này. Bị mình step. Ít mẹ cái khẩu này. Còn họ mấy lời làm sao ấy nhở? Ăn không? Mày thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Địt mẹ quái. Tại tao với mày tự hưởng. Mày ăn ké của bố mày đấy. Bố mày mở ra AK to hơn. Địt mẹ. Thấy chưa? Con lợn. Ui. Vương biện rồi em ơi. Vương biện rồi. Để anh phá vương biện. Em phá của gì em? Đấy. Phá cho. Sẽ tích này được cái chứ. Kêu ra cùng AUG 7 đô kìa. Đây. Vẫn ăn, vẫn thắng. Nhưng có vù được cót không thì tao không biết. Chắc là vừa miếng anh ạ. Ừ, được 3 lãi, được 3 đô. Đéo vỡ vương miệng kìa, địt chị ơi. Địt cơn mẹ mày. Nhưng quả này mình không dám chơi to rồi. Chơi to đi anh. To cặc, địt mẹ. 35 đô. Quả này mày mở ra sticker LDLC là đẹp luôn này. Vào đây, 35 đô. Vào rồi. Rồi boss. Địt mẹ thằng lùn Hydra. Ui. Ui tí mẹ. Địt con mẹ mày. Không có chó này trước tao gặp mấy lần rồi. Ui giời. Ui giời ơi. Sao họ 1 đô em ơi. Ra khẩu 30 đô là hết cứt. Đây chứ. Nó chỉ là mồi cho anh em mình thôi. Cộng một tài khoản với anh em mình à. Đúng rồi. Cái quả, cái hòm này kia mà mở ra Ecoship drop thì địt mẹ hai thằng lồn này móm luôn này. Ui cái lồn gì mà trong... ui. Đây này. Lồn mà trông nhót thế. Ui trời địt mẹ. Ui. Ăn không nhở? Ăn đi chứ. Ăn. Địt con mẹ mày, em cứ hên cái lồn. Đéo ăn. Ui đéo ăn. Đéo ăn con địt mẹ. Vỡ ương miệng rồi. Rồi vỡ này. Rồi giờ lại phải check cầu em ơi. Thấy chưa? Ui. Con mẹ mày, quả này là. Ui cô Zera vàng. Mẹ thấy chưa? Ok chứ nhỉ. Thằng kia cô Zera đều đi mẹ. Vẫn bên to ăn bên trái này. Anh em mình lại vàng khè con mẹ rồi kìa. Địt con mẹ mày, quả này phải chơi to đấy. 80 đô. Bên trái được chưa? Vào đây, quả này cần sức mạnh của em này. Quả này cần em vãi lồn. Cần em gồng à? Cần em gồng quả này đấy. Còn 1 đô mà. Toàn R8 đi, toàn cao bồi đi. Không quan trọng hòm cuối kìa. Mày mở ra cái Zerprin, tao mở ra AK vàng, được chưa?
Ok được chưa? Mày mở ra Spirit, tao mở ra các bạn. Ui, ui thôi thôi, địt con mẹ mày. Mày. Ôi ơi, con mẹ đời ơi. Nhót, nhót thế nhờ. Địt mẹ cụ đi lạnh toát. Địt con mẹ ăn, đánh to một phát là nó lật cầu luôn mà. Rồi lại về công đoạn test, test cầu tiếp. Rồi, cầu 2 thua. Cầu 2 bé. 2 bé đúng không nhở? 2 bé, 2 bé. Vào đây em chỉ. Đã lúc rồi đấy, anh nghĩ là em sẽ mở ra được thôi. Anh tin đây, em còn anh cho em một series hòm gọi là mình địt mẹ mày bú này. Này nghe địt mẹ lại có thằng vào phá bạc mà. Súc vật này. Thì em thích chơi mạo hiểm ấy, em thích chơi mạo hiểm ăn siêu em dày thích ấy. Mạo hiểm anh. Em nào cũng thích mạo hiểm mà. À, anh không thích ấy. Thôi rồi, hôm nay có em ở đây anh sẽ mạo hiểm một lần. Anh tìm một với bà. Ừ, anh tin em mà. Trời nó hot rồi. Hot cái gì? Cái địt con mẹ sao sao bé thế nhở? Cả hai bên đều phát luôn bé. Đéo bù được cốt. Trận này thắng cũng như thua. Sao nó có cái gì mà tận à, nó có khổ ốp à? Làm quà này đẳng cấp luôn này. Cái khổ Guardian đấy em mở ra mấy lần ra cái phần thưởng đặc biệt đấy. Thế á? Ờ. Sao em đeo nói sớm lên địch thằng bố này em nữa. Nhưng mà em mở ra mấy lần rồi, lần này có cái lồn em mở ra được. Con cặc địt mẹ mở ra được. Mẹ cái gì con cứ khư 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 giữ cho mình mà địt mẹ. Hơi cay mày rồi đấy. Crazy BNT 155 đô vào đây. Quả này ăn rồi, quả này ăn chặt. Quả này ăn chặt. Húp. Quả này bên kia mở thôi, mày đừng mở ra được, địt mẹ. Ừ, em đã bảo là em phải mở cái khẩu đấy ra mà. Yên tâm đi, nó mở ra. 16 vòng cơ à? Đã quá nhỉ. Anh Hiệp dùng hết vận may rồi đấy. Ừ. Quả này đúng thật là kìa. Quả này anh không đoán được, quả này phải dùng vận may thôi. Ui, bên nó mà mở ra hai cú suýt đối phái lồn luôn. Thằng PP hay mở ra to á. Run quá. 15 hộp rồi này mà xong chơi đúng một cái hộp to đùng mà. Ít mẹ. Mày không biết mồi là gì à? Nó phải là mạo hiểm. Đây rồi. Sắp đến rồi. Hôm nay một là ăn cả, hai là ngã mà. Hôm nay chỉ thế thôi. Ui giời ơi, chị ơi. Ui giời ơi, bảo máy hiệp đó hay ra lắm rồi. Con mẹ là cái gì? Ơi, đã bảo là hay ra lắm rồi mà, không tin. Nói thật lòng thật mà. Ôi giời ơi, địt mẹ cái thằng lồn này. Phá bạc vãi lồn, địt con mẹ. Thằng chí làm phát 71 đô nữa không? Được anh. Được anh à? Địt mẹ tao chơi. Có lẽ em cầm vàng về cho anh à? Bình thường tao đéo chơi hòm này bao giờ đấy, tao chơi hòm siêu khô luôn đấy. Khô luôn à? Khô được, luôn được, đấy được. Bé ăn trái nhá. Bé ăn trái bé đúng trái. Không? Rồi. Vào đi. 71 đô em ơi. Địt mẹ quả này còn đéo được nữa. Đấy thằng AV Gaben kia hay mở ra to rồi à? Mày lên sân bay về nước. Địt mẹ. Pandora box nhỉ? Con mày đi có Pandora. À không có. Ui dồi ôi em chị ơi. Ôi dồi ôi anh Hiệp ơi. Địt mẹ. Mày ăn thật mà. Ăn lồn. Ăn đúng ăn thật. Mẹ. Ăn thật mà. Địt mẹ thằng lồn chí là cay vãi lồn mà. Bây giờ mày chọn một hòm này. Mày thích hòm nào mày chọn một hòm này. Tao chơi mày một phát nữa. Lần cuối. Mày chọn ra nào một hòm đấy. Hòm nào? Hay mày thích về lại đúng cái hòm 150-50 đô lúc nãy để mày mở ra không? Không, cái hòm đấy giờ hết link rồi, không mở ra đâu. Royalty ngon nhá, hôm trước mở Royalty 75 đô này. Cũng toàn phần thưởng độc quyền thôi. Được, ok, một Royalty gì nữa. Hòm này cũng khô đấy. Ừ. Thôi mấy cái còn lại anh chọn đi. Em chỉ cần cái Royalty đấy thôi. Thế mở 100 đô nữa nha. Thế bây giờ mày to ăn hay bé ăn? À to ăn hay bé ăn? Tao ăn đi, tao ăn đi. Tao ăn nha. Được chưa? Tao ăn đúng không? Ừ, tao ăn. Địt mẹ. Trái phải. Thua. Trái phải.
Trái, trái, trắng. Ok, 100 đô tròn vào đây. Cái này quyết định là tương lai tao chơi mày không đó. Đi con mẹ. Chuẩn bị chia hành lý rồi anh ơi. Chia là cái lồng. Mày đi mẹ, mày ở sân bay rồi. Chỉ lên máy bay thôi. Mày này. Cười rồi. Con chó này đít mẹ sắp đít như cái gì đấy rồi. Anh Hiệp bạn đít con mẹ mày hỏng đúng không? Anh Hiệp cũng đang cười mỉm mà. Đít con mẹ Hiệp cười kiểu đít mẹ. Sao nào giết tao đi đít con mẹ. Giờ anh xin em ấy. Đít con mẹ. Em xin anh đấy anh Hiệp ơi. Ui. Đít mẹ. Đây rồi. Ui ui ui. Đít mẹ. Từ. Đít 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 đít. Ui tôi đít con mẹ. Đít con mẹ. Chị ơi, đi. Tao đã tin mày nhưng mà thất vọng quá. 3 lít rưỡi, 3 lít 8. Đi con mẹ. Hôm nay chơi toàn hòm khô, đéo ăn được lần nào. Em đi làm phát như thế nữa, đít mẹ nhưng mà bé ăn. Cái gì, hôm nay chơi khô à? Nhưng mà bé ăn. Hôm nay không còn gì để mất à? Thôi, lần trước nghe là Peck đã ăn cứt rồi, thì tại đây nghe Peck. Không, em nghe em đi. Coi như anh mất thêm thằng em nữa chứ cũng chẳng có gì đâu. Tao cần bùi thì mày. Anh đã mất thằng Chí rồi. Anh tao mất cần thêm bùi thì mày đít con mẹ cày vãi luôn. Thôi gọi khô đi. Bây giờ khô nhưng mà cho bot mở ra. Bé ăn. Bỏ cái hòm đấy đi. Lấy hai hòm royalty thì được. Nghe hợp lý hơn. Bước đi của quỷ anh ơi. Bước đi của quỷ. Lấy hai hòm royalty có khi hay hơn. Bước đi của quỷ á. Đi mẹ đơ cả web rồi này. Đi con mẹ. Đi mẹ nó là bước đi của quỷ đơ con mẹ web rồi. Hai hòm royalty này là 150 đô rồi này. Một hòm anh nghĩ nhá, một hòm bước đi của quỷ. Rồi hai hòm global, hai một hòm global combat với cả hai bước đi của quỷ, được chưa? Okay. 210 luôn. Ừ. Thêm cả một hòm Shinigami tiêu này nữa, một đô này 211 luôn. Anh hối hận đúng không anh Hiệp? Nhanh con mẹ này, ôi cái lồn đi mày. Sao mày để hai cái đó, sao mày không xếp à? Tôi quên xếp rồi. Không sao sao, đôi khi cái sự tình cờ này nó là câu trả lời đấy. Ôi cái đi con mẹ mày, chị ơi. Cái lồn thì đây chị ơi. Mày không để exclusive drop à? Mày có để exclusive drop rồi. Không có, con ship địt mẹ chín luôn thật đấy. Quả đấy đi exclusive rồi, địt con xếp mẹ. Thì đéo xếp quả này ăn con mẹ được. Rồi thì đéo xếp mù vãi lồn ạ. Ăn nhiều vãi luôn, địt con mẹ quả này ăn nhiều vãi luôn. Thế có hút trời. Ăn mà. Ăn thì ăn nhưng mà ăn bé, quả ra con hút của ông Hoàng là ra exclusive mà. Ôi rồi ôi, địt mẹ thằng này. Làm lại anh ơi. Tao làm mệt lại. Mày lắm rồi, địt mẹ mày. Tao mệt mày vãi lồn rồi, địt con mẹ mày bứ vãi lồn. Tự tích rồi, địt mẹ em đéo để ý. Lại đi, bây giờ là như làm nhở? 108 rồi. Anh nghĩ là chơi cái hòm 150 đi em ơi. Ừ, cái hòm Guardian ấy. Tin em à? Tin. Rồi, Demon Step, vẫn là Demon Step nhá. Demon, cái địt mẹ. Demon đi của quỷ đấy. Anh bảo một hòm Guardian, một hòm Trinity Fox 30 đô kìa. Hôm nay toàn chơi hòm Crazy Moo mà, hôm nay anh em toàn chơi hòm khô mà, đúng chưa? Tiếp, xong rồi kéo xuống có cái hòm New 2000 mà 0.35 ấy, add vào bao giờ đủ 181 đô để chơi. Rồi. Địt mẹ chơi bạc với thằng này, cay vãi lồn, địt con mẹ. Anh cứ bình tĩnh em nào, kiểu gì mình chả ăn. Nào vào đi. Xong bây giờ nó để rồi. Mày địt mẹ cày vãi lồn. Này. Lục tiền này. Bố mày hỏi đấy, địt mẹ. Điểm mày. Ôi giời ơi. Mày phải mở chị ơi, mở đi em ơi. Địt mẹ chị ơi. Cày. Hay, cũng được. Ủa sao cái hòm này mày hay mở ra đấy? Em bảo mà, aura mà. Ôi giời, nhưng mà anh em mình lại về 200 đô ấy, địt cụ như mày. Thôi anh em mình lên một cái bờ nữa rồi. Đây chỉ là một cái bờ thôi anh em ơi. Một royalty tiếp không? Hai hòm đấy, em nghĩ hai hòm royalty tiếp ấy. Một hòm của lốp. Royalty à? Hai hòm royalty đi á, cứ chọn hai hòm royalty đi. Còn 70 đô nữa đúng không? Ok, hai royalty rồi. Rồi, hai royalty này, một SC God 49 đô ấy. Là còn bao nhiêu đô nhỉ? Bây giờ đang bao nhiêu đô rồi?
599 rồi. Cái gì cơ? 599. 599 là còn mình còn 20 đô nữa đúng không? 4 hòm Demon Step. 4 bước đi của quỷ. Rồi. Rồi, mày chọn bên đi. Nhìn đấy anh ơi. Điên cuồng rồi. Chế độ điên cuồng rồi. Chế độ điên cuồng. Bố mẹ hò vãi lồn rồi đấy. Đi phải chơi này. Ôi, có PP bên kia kìa. Đi phải chơi đau tim. Hôm nay toán chơi cái hòm Crazy Moo mà. Vãi lồn ghê. Đi con mẹ. Đéo hôm là khô như hôm nay rồi. Đi mẹ hiểm nghiện đấy. Chuyện này. Đi mẹ, toàn cứt. Đây rồi, chị ơi, đây rồi. Đừng cút nữa. Đây rồi, chị ơi. Anh ơi. Thêm phát nữa. Anh ơi. Ui, chị ơi. Thế đây, phải thế. Ui, ôi trời, không sao. Được thôi, hay chị ơi, em Ronaldo, Ronaldo đi Ronaldo tuổi lồn, được chưa? Chắc chắn. Anh nói thật nhá, chắc chắn là em sẽ vô địch cái giải Zombie Xtreme lần này, được chưa? Ok anh. Được, ok, giải tám. Ôi rồi. Về. Thôi rồi, địt con mẹ. Hôm nay chơi toàn hòm Crazy Moo mà vãi luôn, hay chị ơi. Ôi chính xác, thằng Chí hay mở ra to, địt mày lần sau cứ rủ thằng Chí vào, chỉ chơi to, địt con mẹ hợp lý vãi lồn. Ôi phải cái hồn Royalty với cả cái hồn xanh kia thì em hay mở ra cực bị ảo ấy luôn đấy. Được em ơi, anh khắc cốt ghi tâm rồi đấy. Anh sẽ luôn nhớ về em. Bắn xét thì ngu nhưng mở sinh nghi lắp đẳng cấp, được chưa? Mày qua đi, tí nữa tôi với cả